Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Đây, làm clip theo yêu cầu luôn. Chơi lớn luôn, chat tổng luôn. Đấy, mọi người biết mình sẽ chat tổng cái gì không? Ui giời ơi, các bạn yêu cầu gì thì mình làm cái đấy thôi. Chứ mình đâu có quyền đòi hỏi đâu. Các bạn yêu cầu là ai muốn chết trước. Đấy, soạn từ cái lúc chọn tướng luôn. Đấy, vào bây giờ là mình quất luôn. Đấy, bây giờ ai muốn chết trước. Trời ơi là trời. Để xem tem bạn phản ứng và sẽ hành động như thế nào nha. Ai sẽ comment đầu tiên? Đây. Đầu tiên thì mình cứ ăn quá cái đã. Chứ đừng có bà hổ báo cáo trồn lúc đầu. Qua cướp rừng một cái thôi, nó lại đoánh sấp mặt, chết một mạng ở bên đấy nữa. Cướp không được, chết một cái thôi, nó lại cười cái thối đầu. Đấy, chơi lớn mà, chơi là phải chơi như thế này. Sao mà tem bạn im re hạt me vậy? Ý kiến ý co gì đi. Trời ơi, ai muốn chết trước nè? Tao, ôi dồi ôi, vừa mới tra xong một cái thôi là tao liền. Đây, hợp lý. Anh Murat à? Tem bạn có vị tướng Murat rất là khỏe mạnh, đẹp đẽ và sạch sẽ và lớn tiếng, mạnh mẽ, mạnh mồm, các kiểu các thứ. Đấy, anh ấy đúng là một người có thể nói là gọi là quá chất, gọi là mạnh mẽ luôn á. Đó, ai dám, tem bên bạn không có một người nào dám ý kiến ý cò. Mà trong khi đó anh Murat, anh mạnh mẽ, anh chát một câu tao. Wow, ui giời, mày nhảy quá, bay qua bức tường luôn trời. Ui, đừng ăn quá để tôi lên cấp bố không ơi. Úi giời ơi, vỡ mồm, rồi xong, quéo găng cua rồi. Cái gì vậy à mà gân ga? Bạn làm cái trò gì đấy? Trời ơi, không thể tin được luôn ấy. Murat nó muốn chết trước mà tại sao bạn lại... Quá là buồn. Buồn, trời ơi, sorry Na nhé. Bạn làm tớ buồn lắm. Bạn có biết không? Đây, mình là mình muốn giết Murat trước. Đấy, thấy mà nó, bạn phải chạy đi chứ. Bây giờ mình phải tìm Murat, quánh cho Murat sắp mặt. Đây, 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 con hàng đây rồi, con hàng đây rồi. Rồi, chuẩn bị biến về nào. Biến về nào, 1, 2, 3, về. Ui sời ơi, em là em biết anh làm gì rồi đấy. Chết đấy, hư này à. Mở gân ga bạn ấy quá hư luôn. Buồn, buồn như con chuồn chuồn. Chát tổng luôn, mở gân ga hư nè. Đó, các bạn đã thấy chưa? Khó lắm. Làm clip mà kiểu như là chát tổng như thế này, làm theo yêu cầu nhưng mà rất là khó để mình giết được Murat em bạn. Cái gì? Để tao lên cấp 4 à? Ôi trời ơi. Được thôi mà. Có gì đâu. Trời ơi, để tưởng con để bạn lên cấp 10 mình mới sợ chứ. Lên cấp 4 thì mình để cho bạn lên cấp 4 thoải mái. Mình chả làm gì hết trơn ấy. Mình cướp mỗi con mùa đỏ của bạn thôi nhá. Con đầu tiên thì bị tem mình cướp. Con này là mình cướp chắc rồi nè. Đó. Bây giờ bạn ăn bùi xanh đúng không? Vâng, cứ để cho bạn ăn thoải mái. Một tí nữa bạn lại kêu là không để cho tao lên cấp 4 thì làm sao tao đánh lại chúng mày. Khổ lắm. Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà. Có cái gì đâu mà phải căng nhở. Đó, 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 đó. Úi trời ơi, ăn được con rơi luôn. Giờ mình lạnh lùng vô cảm. Về sơ tái con bùa đỏ nhà mình luôn. Đấy. Nó lại cứ xanh như anh xeo bò. Tay bên kia lại quéo càng cua. 2-0 rồi. Mình một kill và mở gắt ga một kill. Đấy, bùa đỏ vẫn còn. Murat em bạn không biết cướp đâu. Vâng, Murat em bạn hiện tại đang ở đường trên. Khu vực đường trên là chính là sự thống lĩnh của Murat em bạn. Quá là tuyệt vời, anh Murat đang săn xe. Nhưng mà tem bạn lại bị chết một vị tướng, đó chính là Van Heo. Vẫn chưa làm được cái điều gì gọi là quá gọi là sức hút đối với vị tướng Murat. Murat đâu rồi ta? Nghe nói là bạn ấy chờ lên cấp 4 cơ mà. Thấy bạn nói năng gì nhở? Cứ im re thế. Chạy qua này đi đấy. Sợ ơi quái này. Ngon. Tuyệt vời. Ôi giời, Van Heo, Van Heo, Van Heo, Van Heo. Van Heo đúng không? À đây này, con hàng, con hàng, con hàng. Chuẩn bị có chiếc cuối tất cả cút cút ra hái xem. Ôi giời ơi, em xin con quái nhỏ thế anh ơi. Em xin con quay nhỏ thế anh ơi. Làm cái gì mà căng. Lao vào đây mà cướp chuối này. Bơi vào đây. Thôi đi về ăn mùi xanh cái đã. Mình tính qua mình sơ mũi con mùi xanh của nó luôn. Một con Van Heo nó khó chịu quá. Đó đánh tui, đánh quéo càng cua tui vậy. Thật là buồn hết sức à. Mình là mình một con người có tấm lòng nhân ái. Mình là mình không có ý định giết bạn đâu đấy. Nhưng mà bạn thế này là mình không thể tha thứ được rồi. Đúng không mọi người? Tha thứ cho nó rồi cuối cùng cái kết thì nó cứ đứng nó tỉa tỉa mình. Choáng. Ai mà chịu nổi. Murat lại về ăn mùi xanh. Mình lại qua cướp mùi đỏ. Ôi giời. Đó, để cho bạn anh lên cấp 4 đi. Tao lại xin lỗi rừng. Vãi cái xin lỗi rừng. Là thì xin lỗi này. Xin lỗi này. Có cái gì đâu mà căng. Có cái gì đâu mà căng. Đó, một kill liền. Vậy là mình đã hai gục được hai thành viên tem bạn. Murat tem bạn, Murat tem bạn. Đây 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 đây. Murat tem bạn kìa. Chiều nó mới được. Đấy. Giết Murat. Đấy, trời. Đừng có giết ai hết trơn á. Thích Murat thôi. Tại vì Murat bạn cũng thích trên mà. Hấp diêm bạn nè. Quay 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 quay. Lao vào. Lao lao vào mà kiếm chuối này. Quy len mà tôi sợ á.
lâu lắm rồi mình thấy có một trận đấu mà vị tướng Quyllen đi đường tà thần ấy. 90% này vị tướng Quyllen là đi đường rừng là chính, nhưng mà trận ngày hôm nay bạn ấy gọi là bỏ rừng, bạn ấy chui vào. Ui, làm gì đây? Wow, công chúa. Vâng, công chúa sắp mặt rồi. Anh ấy đang đứng chat thì phải. Anh ấy chat cái gì gì đấy? Hiện lên đi. Chat đi à? Không chat à? Thế thì vậy, ui dồi ôi, mình nói không lầm, anh ấy đang chat của team mình. Không dám chat tổng, sợ quá. Sợ quéo càng cua luôn rồi. Nghe nói chờ lên cấp 4 mà. Cấp 4 rồi mà anh vẫn im lặng thế nhở? Chơi không? Vô. Ôi, mới cấp 6 thôi mà. Ồ, báo làm gì? Team bạn không chơi nữa à? Đâu, mà họ vẫn chơi đi, vẫn chơi bình thường thôi. Căng lắm. Này thì tao. Đấy, chơi mua ra team bạn. Cho tem mua ra tem bạn ước dễ chơi. Mùa đầu cũng mạnh mẽ lắm, nhưng mà sao giờ yếu nhớt mùng tơi ấy nhỉ. Mình chắc tổng như vậy luôn mà anh ấy không nói năng một tiếng nào. Ui dồi, mở gan gà xanh thế. May sao trận này mở gan gà nó xanh như các anh xe bò. Này thì xanh này, vừa mới nói dứt mồm xanh xong Van Hell nó quánh nhau tét đứt rồi. Vâng, tét mông tét đứt rồi. Quéo càng cơ luôn, quá lợi hại. Quyllen anh em ơi. Ở Quyllen này, vâng, như vậy là con bùa đỏ tiếp theo lại bị Agu. Quyllen chỉ còn một tí máu hết tung, hãy xem ta đây, quéo càng cua rồi. Vâng, như vậy là anh ta đã bị nằm xuống và không một lời gọi là từ biệt với anh em. Úi giời ơi, open, úi giời, Murat, mất bùa xanh, mất bùa đỏ, làm gì đây anh? Cấp 6 à? Nghe nói cấp 4 là mạnh mẽ lắm mà, nghe nói cấp 4 là ngon rồi mà. Úi giời, anh ấy lao ra, lướt lên, lướt xuống, xong rồi anh ta biến về. Mới về xong rồi chạy vào trụ, nhưng mà không còn răng mán cháo rồi mọi người ơi. Trận này mình đang lên cho vị tướng Nakroth này mát sát thương nha. Đấy, mình phải trêu nó. Tội Murat đó, một khi đã máu thì gặp toàn pro hả? Ý bạn ấy là gặp tem mình toàn pro ấy. Úi dồi ôi, mà công nhận tem bạn pro thiệt. Pro quá luôn đấy chứ, đâu có phải là đùa đâu. Murat lúc đầu cũng mạnh mẽ lắm, cướp mất con bù đỏ lúc đầu. Căn, ôi ôi, hư đè. Welcome cua nè, tần thánh luôn. Trận này mình đang lên cho nó mát đam nha mọi người. Murat, biến về. Ôi giời ơi, tớ là biết mà. Không biến về thì bạn cũng chết, mà biến về thì bạn cũng chết. Mình là bét nhây mà. La 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 la. Úi giời. Như này. Nhưng mà người nhìn mình ra, mình quốc cái con X-Led trong trụ này. Morai. Mày làm sao? Bạn thấy làm sao? Đấu với cả đầu gấu ạ. À. Úi giời ơi. Trời ơi, giết trong nhà luôn. Thế mình nhục chứ. Cay không? Cay không? Không cay không? Không cay hay cay nói một câu. Nếu anh có cay thì nói đi. Trời ơi, em là ai? Không biết đúng không? Nakroth đấy. Dạ, lên trời, quéo càng cua luôn, thơm quá. Úi giời, cắn luôn à. Wow, dừng xem tao bị gì vậy. Mẹ, cái con kia nó chat làm mình rồi là mất tập trung quá. Dừng xem tao bị... Bạn biết tớ là ai không? Tớ là Nakroth đấy. Ai? Khốn nạn, nó dám kêu dừng. Khốn nạn, cái thằng mở gân ga này. Là mình mất tập trung mà quéo càng cua luôn. Chứ pha đấy làm sao mà chết được. Mình đang nhảy múa giống như là siêu nhân cơ mà, lạng qua lạng lại, nhảy lên nhảy xuống, mà cuối cùng lại bị thêm cái con Arum nó cắn. Đây, nó cắn một cái tôi không còn răng mắn cháo luôn. Từ từ, lên cái giáp hộ mạnh một cái thôi. Quánh cho tem bạn quéo càng cua luôn. Ui dồi ôi, chưa. Trang bị của mình vẫn còn gọi là ít lắm, chưa ăn thua. Mặc dù xanh nhất tem đấy. Qua cướp bụi xanh nó nữa. Úi giời ơi, ôi dồi ôi, làm gì đây anh? Úi giời, vừa mới ăn được con bùi xanh. Thôi, đây là thôi. Là thế đó, di vang là mưa, mà cơn mưa là khờ. Vâng, tôi hát cái gì tôi cũng không hiểu luôn. Quyllen theo bạn kìa. Có hàng, đi đâu con sâu này, hấp diêm đại pháp. Trời ơi, hay người ta gọi là hất tung đại pháp đấy. Đây, quá là ngon luôn. Úi dồi, qua cứ bù đỏ luôn. Vậy là có bùi xanh bù đỏ, không cần tem nhà mình luôn. Ấy, sao lại lỡ lòng nào bạn lấy lục lúa mất cái con bù đỏ của mình vậy? À, bạn có biết rằng cái con bù đỏ nó khiến cho mình tăng sức mạnh lên không? Ừ, bó tay luôn. Bay qua đây nhây này. Úi giời ơi. Tí nữa mà ăn gan nó lại chát. Dừng tem tao bị gì vậy, nó bị vỡ mồm. Úi sao anh không biến về? Khổ quá. Hình như là lỡ đà rồi hay sao ấy. Ủa, đánh cho mẹ lao vào chém phát chết luôn. Kinh hồn.
bạn mu lên cấp 4. Chưa. Chêu nó. Cay lắm. Cay không cay hay cay nói một câu. Ôi trời ơi, mẹ lướt gì mà bức tường nó cản đường mình là thế nào? Chả em chịu luôn đấy. Lướt qua bên này này, chém vào mông nè, nó hất tung này. Ôi trời ơi. Ghê chưa? Ôi trời ơi, quá lợi hại luôn. Hiện tại mình đang rất là xanh nhá. Giết được 13 mà chết một luôn. Trang bị của mình thì mặc dù chưa full nhưng mà cái số lượng tiền 8k thì có thể nói là đè bẹp tất cả mọi thứ đối thủ. Thôi từ từ đã. Để nhây thì mình cứ để cho tem mình nó đi lẻ đi. Ý lộn, mình cứ đi lẻ với tem mình đi. Cho tem mình nó bị tem kia giết hết. Xong mình CK mình làm một phát. Trời ơi, qua đang cứu mega được thêm. Đó, tem mình chết 3 được kia. Quá lợi hại luôn. Rồi em tới đây man ơi. Rồi chết 3 rồi. Rồi. Ai phát heo cho bạn. Tất cả hãy xem ta đây. Một pha dư cuối hạ của ca thì mình đang bắn quá lợi hại luôn. Hay quá, hay chơi hay cái gì. Chơi luôn. Ông nhảy lên, chơi luôn. Chơi bị đường Arum luôn. Chơi luôn. Bậc chiều cuối hấp tung hấp chim đại pháp. Ui ôi, nó còn cấp cứu. Cái méo gì thế hả? À, cắn luôn kìa. Ui ôi, chụp được cắn mà nó chết. Hàng còn mắt nha. Đồng đội chết mà cười hả? Khốn nạn. Trụ tem nó bắn mình chết đấy. Cái mình băng vào trụ, cái nó cắn mình trong trụ. Cái trụ của nó bắn mình, cái nó chết luôn. Và đó, tí thêm tí máu nữa là sống rồi ha. Chắc sống phải đấy, chắc cái qua Arumin kia nó đập máy ấy. Nó kêu đờ mở cái trụ này kia các kiểu thứ. Vô tình cái trụ bắn chết nó trong trụ luôn. Có tay, đúng là cái đấy người ta gọi là gậy ông đập lưng bà. Ý lộn, gậy ông đập lưng ông đấy. Chết quéo càng cua luôn. Không phải đấy mà mình lên được cái giáp hộ mệnh thì ngon nhỉ. Đây, mình chạy ra ngoài, trụ nó bắn mình cái. Mình sống cái nó tức, nó cay lắm. Quá cay luôn đấy chứ. Ôi, mình xanh quá mấy cậu ơi. Quá xanh mà quá nguy hiểm luôn rồi. Úi trời ơi, lạnh lùng quá. Lạnh lùng boy quá. Tem bạn bây giờ không ai nói năng gì luôn. Trời ơi là trời, mình buồn hết sức à. Lâu lâu làm cái clip chôn tem bạn nó ức chế chơi mà nó làm gì mà nó chả chát chít gì hết trơn. Buồn lắm. Đấy. Đánh vậy thua đó nha hả? Ui ôi, tem mình sao chết vậy? Ê, quy lên. Em lại cân 5 nha. Hãy xem ta đây. Yeah. À đủ. Ôi thôi. Đừng có giỡn, dừng gánh không nổi đâu. Trời ơi. Em gánh được mà, không sao, cứ giỡn đi, thoải mái đi. Gánh không được thì thôi, thua, có cái gì đâu mà phải căng. Mấy bạn cứ thế. Buồn quá. Gánh không nổi. Rồi, chắc tổng như vậy cho tem bạn đó. Đây là một cái gọi là kích thích tem bạn. Để cho tem bạn nó kiểu như là cố gắng đánh, không đầu hàng. Đây, cái tem bên kia làm sao mà đỡ được. Để dừng cho nó là sao? À, chắc hình như bạn đang chửi nhau, cãi nhau cái gì đấy vậy. Bạn heo ơi, đi đâu vậy em? Trời ơi, có anh ở đây rồi, em tính đi đâu? Úi giời. Lại tèo. Úi giời, lên giáp hộ mệnh rồi này. Úi giời ơi nhá, đợt này nhá. Bây giờ mình phải chát một câu vô cùng trí. Có giáp hộ mệnh một cái này. Đó. Tem bạn bắt được tớ. Đấy, bây giờ phải chát như thế này. Đó, anh em đã hài lòng chưa? Đã vừa ý chưa? Khổ quá. Ủa ôi, đang có giao tranh. Vị tướng Quilena cũng được vị tướng. Ở đây chính là vị tướng dốc cờ. Và vị tướng đang bên đây gió, đó là Murat ghê quá. Tem mình có Alice và mở ga. Vẫn trâu nhở, vẫn sống nhở. Rồi xong, tem bạn sắp chết rồi. Em tới đây mấy anh này. Và nèo tem bạn đang xuất hiện rồi kìa. Tất cả quốc gia hãy để van heo đó cho mình. Hư nè, quéo càng cua nè. Hấp diêm đại pháp đó là đây chứ đâu. Rồi xong, tem bạn không còn gì mà đánh nữa rồi. Có bùi xanh ở đây luôn. 20 mạng. Ui dồi ôi, 14 phút mà mình quất cho 20 mạng. Ôi tem bạn tan xương nát thịt.
nát thầy luôn. Lao vào, chơi luôn 21 mạng luôn, quá rồi này. Xem bạn có sức chịu đựng ghê gớm, quái là ghê gớm. Thím mà gan ga này, thím cứ làm như mình xanh lắm. Ủa, tem nó ra rồi. Chạy đi, 36k, cái gì là được sách để mình làm điều đó thôi. Chạy thôi nha. Đáng vui mà, kiếm thêm vài kill nữa, đánh cho nó mau. Ôi, giết được 35 mạng thì mình quất 21 mạng rồi mọi người ạ. Kiếp hồn chưa? Các bạn đã thấy sợ chưa? Sợ chưa hay chưa sợ, nói một câu. Đó, mình đã làm clip theo yêu cầu của các bạn rồi đấy nha. Các bạn có gọi là mình thấy có nhiều yêu cầu, nói chung là hơi khó, thật sự là quá khó khăn luôn. Mấy bạn kia là cà rốt phun phép. Cái gì vậy? Sao mà đánh nó đây? Trời ơi là trời. Giết panel, hấp chim đại pháp. Chạy. Ui giời đông thế. Tớ có giáo không mày. Toát chết thần thánh. Em bạn là cái thế. Nó bảo đố em bạn giết được mình nữa mà. Sao mà giết được? Bán giáp của mày đi lên cho nó cái Hercules tình nộ này. Lại tăng một được lớp giáp to như cái bánh xe bò. Này làm sao mà các bạn đấu này được? Ăn cái trụ luôn. Đấy, hợp lý không? Hợp lý không? Úi giời. Chạy. Có bùi xanh. Nhưng mà làm clip theo yêu cầu, chôn game, chat tỏ các thứ kiểu. Úi giời ơi. Đánh hay cỡ nào thì hay anh em ạ. Không có đề xuất thì cũng như không thôi. Đấy, cuộc sống mà. Nhưng mà vẫn còn một số anh em không có đề xuất, nhưng mà số anh em còn lại là các bạn đã đăng ký kênh rồi nên nó sẽ báo về cái điện thoại. Đấy, vẫn có lượt xem. Đấy, vẫn thơm. Một lượt xem hay là 1.000 hay là 1 triệu lượt xem cũng là có lượt xem. Có các bạn ủng hộ mình sẽ không bao giờ từ bỏ. Vẫn sẽ cố gắng hết sức làm những clip thực hay và gọi là thật, gọi là bá đạo cho mọi người cùng xem nhá. Ok, cảm ơn các bạn. Các bạn chỉ cần cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh, thế thôi, đơn giản như thế thôi. À không, like thôi. Bạn nào đã đăng ký kênh rồi thì khỏi đăng ký kênh nữa. Rồi các bạn hủy đăng ký lại thì cũng thế mà thôi à. Nhớ comment cho mình biết ý tưởng của các bạn ở bên dưới video phần clip này nhá. Chat tổng đi, cho nó máu, hoặc là truy sát cho bạn đi. Muốn sao cứ comment đi. Mình sẽ đọc được và mình sẽ làm ý tưởng đó trong một thời gian sớm nhất cho các bạn nhá. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha.